Chào các bạn, clip trước tôi nói về việc bắt chiếc dùng đá chôn linh tinh rồi đúng không? Mục nhập trạch, các bạn xem kỹ clip thì hôm nay có một bạn cũng hỏi y hệt như vậy. Dạ con chào thầy, thầy làm ơn cho con xin phép hỏi thầy vài câu. Tới đây nhà con sang cát cho ông nội, khi sang Áo mới con muốn mua ít đá thạch anh con cho vào mộ. Hỏi ý kiến thầy. Tôi hỏi tùy mua chỗ nào, tại vì như tôi có nói với các bạn là thường tôi không bao giờ chào mời mọi người mua của mình, và tôi cũng chả nói chỗ nào tốt chỗ nào xấu đâu. Nói chung là ai hỏi gì mình trả lời theo cái đấy thôi, chứ tôi cũng không như mọi người là tích cực chào bán sản phẩm đâu, kệ gọi là tùy duyên. Bạn hỏi là thầy làm ơn cho con hỏi tí mộ mới mua mới độ bao nhiêu, mua bao nhiêu cân, có nghĩa là bao nhiêu cân đá. Thì tôi lúc đấy mới biết bạn này không biết gì về đá cho mình, bạn theo dân gian bao nhiêu cân các bạn nhé. Cái này cực kỳ nguy hiểm, giống ngày xưa cũng có. Đây này, con xin ý kiến thầy, con không hiểu, mua độ 20 kg được không một mộ? Các bạn thấy nguy hiểm chưa? Tôi đã nói rồi là cái tôi hướng dẫn là cái chuẩn chỉ, nhưng mà dân gian ngoài kia người ta bắt chiếc, và vì bắt chiếc người ta không hiểu nên người ta cứ nghĩ là tôi thừa đá tôi giải sướng thì thôi. Làm nhà thì thôi tôi nói mộ đã mộ 20 kg đá gì người ta không quan tâm, người ta cũng giải nha các bạn nhé. Thậm chí có sư thầy cũng nghe nói đến giải đá, mua một đống đá vụn thô mà đập ra giống cái đá bay của bạn nào ở Thanh Hóa nhỉ, mà tôi đo bị âm ấy. Thầy mua một đống luôn, đổ ở sân chùa, xong hỏi tôi đo, thầy ơi thầy mua này bị âm, thầy vứt đi chứ thầy bảo thầy mua một đống tiền không biết thằng nào lừa thầy đấy các bạn. Mấy ông phong thủy ông cứ hóng hớt được là giải đá là các ông giải, chứ người ta có quan tâm đến trương khí đâu các bạn. Người ta không quan tâm đến bản chất, người ta chỉ cần nhái thôi. Nên là bây giờ thị trường nhá, mộ cũng giải đá, nhà cũng giải đá, trong khi là đặt như thế nào tốt người ta không quan tâm. Thậm chí là có một chị ở Quảng Ninh mua đá ngũ sắc, người ta trộn năm người ta còn khôn, người ta trộn 5 màu lên thành một túi, xong đưa cho chị ấy giải. Tôi đo bị âm hết các bạn, đá thật thì ít, đá giả thì nhiều, nhựa cũng nhiều, và cái vấn đề là trộn lẫn lên nó bị nhiễu khí không đúng mục đích. Cái đá tôi giải mộ là tôi yêu cầu cái bọn bạn tôi nó học giám định đá các bạn nhé, nó là dân giám định đá, nó lại là ở mỏ đá luôn, mà tôi còn yêu cầu là nó làm nó bán cho khách hàng thì nó ngồi nó lọc cho tôi cái viên nào nhìn đẹp mang ra, xong đo cho tôi dương đúng yêu cầu của tôi các bạn nhé. Dương lại còn phải nằm trong cái khoảng mình yêu cầu là không được cao, khó lắm các bạn. Cứ phải dễ như mọi người cứ nghĩ là ô tôi thấy ông Linh đổ đá, thấy mọi người vào giải đá tôi mua, đây mua 20 cân giải đá. Tôi chả nói gì nữa, tại vì là người ta không hiểu. Bây giờ mình bảo 1 cân cũng không được, bảo người ta hỏi 20 cân người ta chỉ hỏi cân mà. Bây giờ trả lời kiểu gì? Bây giờ chẳng nhẽ tôi lại đi giới thiệu đá của tôi thì họ sẽ nghĩ là ôi giời ơi tôi mua đá chỗ nào được, chỗ ông Linh bán đắt bao sư thôi nó khó lắm các bạn, đúng không? Nên là thường những người mà chưa hiểu về tôi không chào bán đâu. Họ hỏi thế thì thôi tôi cũng chả trả lời, tại vì nó không hiểu được bản chất. Mà bây giờ tôi có gửi clip thì chắc cũng chả xem được, tại vì là cả 1000 clip cơ mà. Bây giờ tôi làm sao đi tìm từng clip tôi gửi cho họ được. Dân gian có một cái chết là bắt chiếc mua đá giải mộ nhé, bắt chiếc mua đá giải nhà. Đá giải nhà người ta phải phân theo cung, rồi xem đá nào nó phải tốt. Ví dụ đất của các bạn là 400 thì cái đá giải nó phải 500-600 thì nó mới kích được cái đất lên. Chứ đất của bạn mà 400 lại mua cái đá âm nó lại chỉ 200-300 chẳng hạn, nó kéo tụt cả nhà bạn xuống. Chứ có đổ 1 tấn xuống mà nó đã âm thì nó vẫn âm, đổ 1 tấn xuống mà đá nó 200-300 thì nó vẫn chỉ 200-300, không bao giờ lên được. nhiều người cứ nghĩ là số lượng ui rồi em quen đứa bạn đó, của cả tấn đá, em giải cả tấn đá xuống nhà. Tôi đến có những khách hàng người ta không hiểu vấn đề như thế, người ta lại còn khoe mình quen biết một đông đá. Nên là những người nào mà khoe phát là tôi im luôn, tôi không bao giờ nói về đồ của tôi. Thế nên trước mình có một cậu cũng làm nhà, xong mình vừa đến đá, mình vừa mới bảo đo đá âm mà ui rồi nhà em đầy, em quen đầy. Thế là thôi mình không nói gì nữa. Thế sau cậu ấy mua một đống cái tháp, thầy anh nhọn nhọn về, mình bảo bị âm. Thì lúc đấy mà sao thầy không nói trước? Thì ai bảo là khoe quen biết đầy thì tôi nói làm cái gì đúng không? Mình nói thì lại bảo mình tranh đi bán hàng. Nên là học 1 biết 10 thì tốt, nhưng mà học 10 mà biết 1 là cái dân gian học 10 biết 1 là cái kiểu này. Nên là tại sao bây giờ tôi chỉ còn một ít đá tôi thanh lý cho ai biết thì tôi bán vẫn đá, thì thực ra vẫn tốt, vẫn hiệu quả. Nhưng mà tôi đo cho bạn xem rồi đúng không? Nó chỉ được khoảng 60. Thứ hai là thị trường nó bắt chiếc nhiều quá, nên là tôi mới phải ngồi mình nghiên cứu cân nhắc rồi các kiểu để chuyển sang một hình thức khác như kim tự tháp. Xong bây giờ ngoài kia nó cũng bắt chiếc, nó cũng làm kim tự tháp, thì mọi người không biết sẽ làm đồ rẻ. Và thậm chí có khi 1-2 năm tới các bạn thấy trên thị trường nhan nhản bắt chiếc tôi, nhưng mà bản chất giống cái đá này này. Mọi người chỉ lấy số lượng thôi, người quan tâm đến chất lượng đâu, đúng không? Mọi người không quan tâm đến đo đạc. Đó là lý do tại sao tôi rất muốn dạy các bạn đo. Các bạn càng nhiều người biết đo, các bạn càng đỡ bị lừa. Tại vì nếu các bạn không biết, mấy ông đệ tử ngày xưa gọi là đệ tử các ông đi học rồi các ông lừa các bạn có phải chết không? Đúng không? Rẻ hơn xong lại thấy đi học cho ông Linh, lại thế là nhiều người cả tin. Thấy rẻ hơn ông Linh xong lại đi học cho ông Linh, lại chụp ảnh với ông Linh post đầy trên mạng đúng không? Thế là bị lừa thôi. Đấy là lý do tại sao bây giờ tôi không gặp ai nữa. Ai học, tôi nói rồi, phải học hết cái khóa truyền nghề. Học mà bây giờ tôi sẽ làm một lô bài test. Test xong, học xong, có chứng nhận truyền nghề thì lúc đấy tôi mới gặp các bạn nhé. Tôi phải ăn chắc như thế. Không bây giờ học được dăm ba chữ chưa biết gì mang đi dọa người khác sợ lắm. Hoặc là ai làm học truyền nghề mà phải làm đại lý của tôi thì mới được gặp luôn. Có nghĩa là làm đại lý thì có nghĩa là mình mới hướng dẫn người ta cái chi tiết cụ thể, các bạn hình dung không? Chứ bây giờ cứ như thị trường này nguy hiểm. Giống như uống thuốc ấy, tôi nói là làm bác sĩ, thấy bác sĩ có thuốc và ôi giời nhà em đầy thuốc. Rất là nguy hiểm.